Video này mình sẽ làm một video là đi tô màu. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin là like và ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình làm sẽ tiếp tục tô màu nhé. Em không biết gì à? Đi làm đây biết gì à? Đi làm thì có biết cái gì đâu. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video này mình
sẽ làm một video là đi tô mỏ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like và ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin tiếp tục đi tô mỏ nhé các bạn. Cái cầm có cõng cõng để muốn vào gọi bác vào. Em không biết gì à? Đi làm đai biết được. Yeah. Đi làm thì có biết cái gì đâu. Yeah.